Ok rồi em nha, bây giờ anh có một thử thách này dành cho em đồng ý chưa? Trời. Ok nha, bây giờ đang có tờ 2 lít. Nếu như mà anh thả xuống mà em chụp được cái tờ 2 lít này á, thì cái tờ 2 lít này sẽ là của em luôn. Còn nếu như mà em thua thì em phải chịu hình phạt. Hình phạt gì? Thì em phải hôn vào má anh. Có thế. Hôn vào má anh cái chụp. Ok không? Rồi, vô, 2 lít đây, 2 lít đây. Trời. Ok nha, vô nha. Đây đây. Gió thổi như này. Gió thổi không sao, nói chung là tùy kỹ năng thôi. Từ từ nha. 1, 2, 3. Từ từ đó. Sao em vội thế? 1, 2. Từ từ, gió, đèn gió. Gió vậy thì em dễ chụp hơn đúng không? Sao em con thế à? Từ từ, từ từ. 1, 2. Rồi gió nè. Hết gió rồi. 1, 2, 3. You win. Ok. Em muốn chơi lại không? Không. Không. Anh sẽ có tờ 2 lít này. Nếu như mà anh thả mà em chụp được cái tờ 2 lít này á, thì cái này sẽ là của em. Còn nếu như mà em thua em phải chịu một hình phạt. Cái này dễ không anh? Dễ thì cũng dễ, nhưng mà thua thì chịu hình phạt nha. Hình phạt là gì? Thì em phải hôn anh. Ừ. Ok không? Rồi. Ok bây giờ hả nha. Gió hay gì nè? Không có gió. Ok. Ok nha. 1, 2, 3. Ê từ từ, ơi thấy không? Em hơi giỏi đấy. 1, 2, 3. Rồi, tới em. Anh chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Để anh nhắm mắt. Anh sẽ tận hưởng cuộc sống khoảnh khắc này. Điểm đi anh điểm đi. Ok, 1, 2, 3. Dạ. Em hung mà. Em hung kiểu gì vậy? Em hung gió. 1, 2, 3. Từ từ. Đấy không? 1, 2, 3. Ý. 1, 2, 3. Ôi dạ, chưa đúng mà. Bây giờ em thua đúng không? Ok. Rồi, thêm cái nữa. Ok. Ok anh cảm ơn em nhé. Em muốn chơi lại không? Không. Dạ em lấy tay đi. Ok nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi bây giờ thua rồi, giờ làm sao? Thì bị phạt thôi. Tới giờ anh cũng xuống cho em nha. Rồi. Rồi, ok, bây giờ. Ok, bắt đầu nha. Ok, tới em. Sao không hoàn thành thử thách? Ok, 1, 2, 3. Trời em gãi vậy. Ok. Thôi bây giờ em phải chịu hình phạt rồi. Dạ rồi. Bây giờ em thôi em phải chịu hình phạt nha. Dạ rồi. Ok, ok, giờ em muốn hôn ở đâu? Hôn má đi. Hôn má không? Ok, cho em. Đấy, ok, anh cảm ơn em nha. Ok. Ok nha, chuẩn bị nha. Rồi. Em phải cầm, em cầm thấp vậy. Anh chụp cũng được nữa. 1, 2, 3. Từ từ. Từ từ đã, anh chưa thả. 1, 2, 3. Ủa anh đừng nhấp mà. Anh là, anh đang tạo game mà. 1, 2, 3. Bây giờ thua rồi, giờ như nào? Thôi chỉ phạt thôi. Ok, giờ nha. Em không chưa? Rồi, không rồi. Sao anh chưa cảm giác gì hết? Cái môi em chưa chạm vào da anh. Ok, rồi. Em muốn chơi lại không? Có. Chơi lại hả? À, ok, nhớ quý chơi lại phải không? Ok. 1, 2. 1, 2. Ok, bây giờ sao? Giờ mà thua đúng không? Tụi mày phải chịu hình phạt. Cho đều hai bên nhá. Không, không có ví dụ gì hết nha nào. Trả kèo nào. Cảm ơn đây nữa. Ok, anh cảm ơn em nha. 1, 2, 3. Từ từ đã. 1, 2. 1, 2, 3. Ok, bây giờ thua là phải như nào? Thôi bạc. Nhanh nào. Em muốn chơi lại không? Không. Ok, 1, 2, 3. Trời em gãi vậy. Ok. Thôi bây giờ em phải chịu hình phạt rồi. Dạ rồi. Bây giờ em thôi em phải chịu hình phạt nha. Dạ rồi. Ok, ok, giờ em muốn hôn ở đâu? Hôn má đi. Hôn má không? Ok, cho em. Đấy, ok, anh cảm ơn em nha. Ok. Được rồi. Ok, không có để vậy. Ờ, đúng rồi. Ừ. Ok. 1, 2, 3. Từ từ thấy không? Anh chưa thả. 1, 2, 3. Ê, đó, chụp. Ok. Vậy là chết rồi. Nào thích thả em thả. 1, 2, 3. Vậy là chết rồi.
Ờ nhanh lên nhanh lên. Chết là mắc nụ hôn đầu rồi trời. Nhanh lên nụ hôn đầu đúng rồi. Nhanh nào ok. Ok. Đây. Ok, anh cảm ơn em nhiều nha. Em muốn chơi lại. Rồi, 1 2 3. 1 2 3. 1 2. Ok. Bây giờ thua rồi, em biết hình phạt của em là gì không? Chị hình phạt đấy, tự nhiên nhìn cả. À, ok, em muốn chơi lại không? Ok, em bây giờ anh sẽ có một thử thách cho em đồng ý chơi không? Tự nhiên không chơi.